Xin kính chào quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Ngày hôm nay thì chương trình đem đến cho quý vị một tin mừng rất lớn. Đó là một người thật, việc thật, một nhân chứng sống đã chiến thắng căn bệnh tiểu đường, hạ đường huyết ngay tại nhà từ 9,6 xuống 6,5mmol. Và đó chính là bác Nhung. Bác Nhung thì bị bệnh tiểu đường, tai biến, mỡ máu, tê bì chân tay, phải ở viện nhiều hơn là ở nhà. Và tưởng chừng như bệnh không thể nào chữa khỏi. Tuy nhiên thì trời không tuyệt đường sống của bất cứ ai. Và bác đã may mắn hữu duyên biết đến một cái phương pháp, một cái bí quyết để chiến thắng được căn bệnh tiểu đường. Chỉ sau 4 tháng thì sức khỏe của bác đã thay đổi hoàn toàn. Đường huyết đã ổn định, hết sạch mỡ máu, hết tê bì chân tay và không còn phải trở lại bệnh viện nữa. Và chương trình thì đã liên hệ với bác và rất may mắn được sự đồng ý của bác chia sẻ câu chuyện chữa bệnh của mình tới khán giả của kênh Sức Khỏe 99. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của bác Nhung để tìm ra bí quyết chiến thắng bệnh tiểu đường của bác quý vị nhé. Con chào chú ạ. Chú ơi, chú có thể giới thiệu tên của chú và những cái chia sẻ của chú về tâm hồn phúc được không ạ? Vâng. Thì báo cáo với bác là tôi coi như trước khi bị tiểu đường thì bị tai biến xong rồi mới phát hiện ra là đi khám thì mới phát hiện ra bệnh tiểu đường 9,6 dạ. mmol trên mít. Dạ. Thì về nhà tôi mới xem vô tuyến dạ. chương trình mà có Tâm Hồng Phúc này dạ. thì tôi hay xem mà. Dạ. Thế thì là mới thấy là thuốc này coi như bán rộng rãi thì tôi mới gọi điện. Dạ. Thì nhà tư vấn mới tư vấn cho tôi. Dạ. Bán thuốc cho tôi. Dạ. Và gửi thuốc về dạ. thì tôi uống tháng đầu tiên thì là mỡ máu, tháng thứ hai hết, tháng dạ. thứ hai thì huyết áp tụt dạ. từ 107.8 xuống còn 101.2 dạ. tôi mới yên tâm qua, tôi bảo thuốc này rất tốt dạ. Thế thì đến tháng thứ tư thì chân tay tê bì bắt đầu hết à. Thế là chú là mình là bị tai biến rồi, bị tai biến rồi. Thế là chú bị tai biến lâu chưa? Bị hơn một năm rồi à, chú bị... Thì lúc ý là tiểu đường là 9,6 mmol. À, tức là chú bị tiểu đường mà mình không biết mình bị không tiểu biết. Đường. Không biết, tai biến thì mình biết là mình bị bệnh tiểu đường. À. Thế thì tôi xem vô tuyến thì dạ. mình thấy là thuốc này có nhiều người uống khỏi. Dạ. Thì tôi mới gọi cho chương trình dạ. tư vấn. Dạ. Thì mới gửi về uống cho tôi. Dạ. Thì tôi thấy uống đỡ quá, dạ. tốt quá. Dạ. Thế là tôi mới mách mọi người. Dạ. Bởi mọi người coi như cùng mua uống cùng khỏi. Dạ. Thế thì hiện tại bây giờ cho cháu hỏi là cái chỉ số đường huyết mà chú xét nghiệm cái HbA1c gần đây nhất là bao nhiêu chú nhỉ? Là 6,5 à. Gần đây nhất là hôm 1 tháng vừa giờ cách như một tuần là tôi đi bệnh viện khám lại à. Thì bác sĩ coi như là bệnh viện Tây y coi như bảo là ông tiểu đường coi như là xuống kịch rồi, xuống 6,5 rồi là xuống mức an toàn rồi. Dạ. Tốt quá. Dạ tốt. Vâng. Thế thì khi chú uống cái Tâm Hồng Phúc ấy thì chú cảm nhận thế nào về cái sản phẩm Tâm Hồng Phúc hả chú? Uống Tâm Hồng Phúc này tôi cảm nhận rất tốt. Dạ. Vì là mỡ máu hết này. Dạ. Huyết áp xuống này. Dạ. Tê bì trên tay hết này. Dạ. Thì trước là trước khi uống Tâm Hồng Phúc là chú uống thuốc Tây y. Uống Tây y một năm rồi không khỏi. Vẫn tê bì ạ. Và vẫn tê bì. À. Nhưng uống Tâm Hồng Phúc đến tháng thứ tư là khỏi tê bì trên tay. Dạ, tốt quá. Thế dạ. tôi bảo Tâm Hồng Phúc này rất tốt, nên dạ. tôi mới giới thiệu cho mọi người để dạ. mọi người cùng uống cho nó khỏi. Dạ, thế là chú giới thiệu được bao nhiêu khách hàng uống Tâm Hồng Phúc? Trong làng này ai bị tiểu đường là tôi giới thiệu hết. Dạ, giới thiệu hết. Thế dạ. xe đạp đi bộ quay làng vậy. Giới thiệu luôn. Vâng. Ở bên con cũng có bác Ánh ấy, cũng là... Bên cạnh cái việc sử dụng thuốc thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ những cái quy tắc ăn uống đối với những người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường thì nên ăn gì và không nên ăn gì thì cần phải có sự tư vấn và chỉ định của theo bác sĩ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ những cái nguyên tắc để mà tránh cho đường huyết tăng cao và nhằm ngăn chặn và làm chậm các biến chứng của bệnh tiểu đường. Thì các bác chú ý đó là luôn luôn tăng cường rau xanh trong các bữa ăn và nên bổ sung các loại rau sống như là xà lách, dưa chuột, cà chua hay là rau húng hoặc là tía tô vân vân. Mỗi ngày thì cần phải bổ sung đủ nước và khi uống nước thì nên uống từ từ, chậm rãi và ưu tiên sử dụng nước ấm kể cả khi uống nước thường hay là uống thuốc. Và mỗi ngày tùy vào trọng lượng của cơ thể mà các bác uống nước như sau. Cứ 0,4 lít nước cho 1kg cân nặng. Thì cứ bác nào khoảng 50 cân thì cần uống đủ 2 lít nước, bác nào 60 cân thì nên uống đủ 2,4 lít nước, bao gồm cả nước canh, nước lọc hay là việc bổ sung nước từ các loại hoa quả.
Các bác nhớ là tránh xa các món ăn quá nhiều dầu mỡ hay là nhiều gia vị và các loại bánh kẹo ngọt công nghiệp, các loại bánh mì trắng. Tránh xa rượu bia, đồ uống có ga và nước ngọt. Không nên thay đổi quá nhanh và quá nhiều cơ cấu và các khối lượng của bữa ăn hàng ngày. Khi ăn thì nên nhai kỹ, nuốt chậm để có cảm giác no lâu. Và cần vận động sau khi ăn, tránh nằm hay là ngồi ì một chỗ sau ăn. Các bác nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Nên dành mỗi ngày khoảng ít nhất 30 phút để tập thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ, đi bơi, đánh cầu lông hay là đánh bóng bàn.